Ở đây một cái cho thuê mặt bằng diện tích 250 mét vuông luôn à. Này mới trả vậy. Cường Thịnh đó. À, công ty Cường Thịnh. Ơi ba mập xin chân kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì mình đang đứng ở đây là trước mặt đó là cái dòng xe An Lạc nha. Mình đang đứng đây là trên xa lộ Đại Hàn quốc lộ 1A nha. Thì nếu mà mình quẹo phải vòng xe đi quẹo phải là tới đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nha. Đi thẳng là mình đi xuống Bến Lức, còn giờ mình quẹo tay trái để mình vô đường Kinh Dương Vương nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng lên xe cập nhật tình hình ngay thời điểm này nha. Nay là ngày chủ nhật rồi, cuối tuần rồi, đầu tháng 12 rồi. Rồi đây cho thuê nhà nữa đây nè. Ôi da. Đây trước mặt một căn nhà cho thuê nữa. Rồi khúc này ngay cái vòng xoay này, ngay cái chỗ này là chưa lẽ đây cho thuê nhà nữa, sầu quá. Ghê gớm luôn cô chú anh chị. Ngay cái vòng xoay này là buôn bán đồ quá ngon lành luôn á, mà như vậy luôn là thua rồi. Ngày chủ nhật mà như vậy là thôi thua rồi đó. Thấy đây thấy tình hình ở đây thấy vắng vẻ. Đây mình quẹo dòng xe mình nói đi thẳng rồi. Trời cho thuê mặt bằng bên kia kìa, coi kìa, hai cái luôn này luôn kìa. Cái này là cái gì đây à? Hai cái 1200 mét vuông luôn kìa. Cái này có một nhà thôi. Dàn giáo Việt Xô. Hồi lúc trước là nó tên là dàn giáo thôi, bây giờ thuê hết nổi nữa rồi không á. Bây giờ tụi mình xây dựng, bây giờ họ xây dựng không được nữa. Dàn giáo cho lưu lượng xe từ miền Tây về nhiều luôn chứ. Lưu lượng xe từ miền Tây về nhiều cơ luôn á. Đây nữa nè, 10x55 luôn mà cái bảng bạc màu luôn rồi. Quận 7 rồi mấy cô nói chơi ở đây khu này cũng vậy mà, đâu nó không vậy. Bây giờ về quê nhiều quá, bây giờ quê sớm không có việc làm mà. Năm nay là công nhân về quê ăn Tết sớm luôn á, ăn Tết buồn á chứ không phải là kêu là ăn Tết sớm mà ngon đâu, ăn Tết sớm mà buồn á. Ở bên kia đường kìa, lúc trước là Lương Sơn Quán à, trên độ 960 mét vuông luôn kìa, 20x48 à, Lương Sơn Quán lúc trước quán nhậu á. Đây là đường kinh Dương Vương nha, cửa ngõ từ miền Tây vô trung tâm thành phố đây, một trong những cửa ngõ thôi. Mấy quán nhậu thì thời điểm này cũng mệt, thì cái nghị định mới mà nồng độ cồn bằng không đó, ai mà nhậu mà hôm trước hôm sau vẫn còn bị nữa. Đây là cầu An Lạc nha cả nhà ơi. Đây hình như cũng kênh, dòng kênh này cũng đang cải tạo đây, chắc cũng thuộc về kênh nhánh Thâm Lương luôn à, đúng rồi. Này cũng đang cải tạo nhánh Thâm Lương rồi mà không. Đâu phải. Đâu phải, cậu này cậu khác mà ơi. Đâu ra đâu đây vậy, cậu của Thanh Tấn nhưng mà chỗ khác. Ý là cũng một nhánh Thâm Lương mà nó tiếp nữa mà ở đây là nó không đi được, không có đường đi. Chứ đâu ra hả? Hồi nãy là mình đưa đúng kia cầu Tân Tạo, còn này cầu ấy mà. Ủa phải cầu Tạo, bên kia là cầu gì nó quên bà đó rồi. Cầu Tính Lộ 10. Còn bên này là Tân Tạo mà. Đi thẳng là vô biến xe bằng tay, quẹo phải là Phú Định, quẹo trái là quốc lộ 1A. Ở
Hồi xưa nó là bến xe miền Tây, nó kêu là xa cảng miền Tây, bây giờ là kêu là bến xe miền Tây, đây cho thuê 1.600 mét vuông nữa đây nè. Ồ, thường ghê luôn á, 1.600 mét vuông luôn á, phải không? Ờ, đây cho thuê nữa nè, nhà 2 tầng, 100 mét vuông. Cửa ngõ từ miền Tây đi lên mà dày hơi thua rồi đó. Thấy ảnh hưởng ghê gớm không cả nhà? Thấy mà kêu là khủng hoảng kinh tế mà nó ảnh hưởng ghê gớm trầm trọng luôn á. Sài Gòn ngày chủ nhật mà như vậy nè, đường phố ngày chủ nhật ngay cả nhà ơi. Lũ lượt bao biết bao nhiêu người họ rời bỏ Sài Gòn đi về các quê, về miền Trung, miền Tây quá nhiều đấy. Trước mặt chúng ta là ngã tư đường Hồ Học Lãm nè. Cười gớm luôn các bạn. Kinh tế như vậy là thôi biết là cuối năm nay là ăn Tết kiểu gì luôn á. Rồi nó mới quên cái bản cho thuê nhà, mới quay không thấy. Nó bút vô trong không thấy nguyên nhà trà lá luôn không? Đó. Cô Kim Liên. Trường tiểu học An Lạc rồi. Mười giờ ngày chủ nhật mà như vậy đó cả nhà ơi, thấy tình hình thấy thề không, quá trời luôn á. Biết bao nhiêu công nhân họ mất việc làm, họ về quê bởi ảnh hưởng ghê gớm luôn chứ bộ. Bây giờ buôn bán không được là không có người lấy gì buôn bán cho ai. Nhiều người nói là không cho thuê nhà được thì bình thường chứ đâu cho thuê nhà nguyên căn nữa nè, bên tay phải nữa cả nhà ơi. Nó không cho thuê nhà được là chuyện bình thường quá mà tự nhiên khóc giùm cho người giàu à, có đó. Tại vì nó có nhiều hệ lụy, cái là một cái logic nó đi theo, kèm theo nhiều cái hệ lụy nó kèm theo chứ đâu phải là mình nói như vậy là xong đâu, có đâu. Không phải là chuyện thuê nhà là chuyện quá bình thường đó. Nó còn nhiều thứ để nó kèm theo nữa. Tại sao họ phá sản, họ trả mặt bằng? Lý do buôn bán không được thôi, buôn không được rồi không có người mua thì buôn không được, không người mua thì không có tiền thì mua. Làm ăn khó khăn quá thì những cái chi tiêu họ cắt giảm bớt thôi, có những nào cần thiết thì mua, không cần thiết thì thôi. Bởi vì nó có nhiều cái hệ lụy kèm theo mà nhiều cái đó mình phải suy ngẫm chứ mình không phải nói là một cái rồi mình thấy cái chuyện không cho thuê được mặt bằng hay là này kia là nó chỉ có rất là đò nhỏ thôi. Tiền mà luôn dòng tiền mà nó không có lưu thông thì làm sao mà kinh tế nó phát triển, chi tiêu thì thất chặt mà chịu thôi. Ủa con trai trái cái chung cư Hưng Thịnh bự á, này máy lóc luôn ha. Thank you.
dột biết á. Mấy chung cư ủy ban dân quận Bình Tân đường mới đẹp quá hả ta, là đâu rồi? Mình không đi qua đây mình không biết. Đúng rồi, vừa trái. Cái top zone của Thế Giới Di Động mở ra để bán iPhone mà khách lèo tèo vậy, không biết chắc ngày năm nữa đó. À, bán iPhone thôi đó. À, thấy không có người luôn á. Cái top zone đó chủ yếu là những cái lúc mà nó ra sản phẩm mới hay không thôi. Ờ, bên kia cho thuê nhà nguyên căn trà bá luôn đó. Bên này nữa nè. Bên này nữa cả nhà ơi. Quá, con này cũng mặt hàng cũng bự luôn đó. Này giống như hai căn luôn đó. Đó. Đây một căn thôi. Kế ngân hàng MB3 AB Văn hả? Ngân hàng An Bình. Đó, An Bình luôn á. Cho thuê kho ha, kho bự trà bá luôn ha. Nhiều ghê luôn ha. Cái cửa ngõ mà xưa nay là buôn bán ở đây là sầm uất luôn á. Đây bệnh viện Triều An phải không? Bệnh viện Triều An nghe nói đổi chủ rồi mà không biết sao đâu. Đa số là tiếp nhận, hồi xưa là tiếp nhận mấy bệnh từ miền Tây hay lên đó. Trời, bên kia nguyên cái bự trà bá luôn không? Anh gì hết đó luôn á. Nguyên vàng luôn rồi. Bán hoặc cho thuê. Ghê rồi cả nhà ơi. Nó bự bành đi luôn á. Xéo xéo gần cái bệnh viện Triều An luôn đây. À, bắt đầu vô như tới khúc này là xa cảng miền Tây rồi. Bến xe miền Tây nè. Bến xe miền Tây á. Đối diện bến xe mà buôn bán không được luôn, trả mặt bằng bự trà bá luôn á. Bến xe miền Tây ngày chủ nhật này nha cả nhà. Hả? Từ Phương Trang nó chở hàng đó, bến xe miền Tây ngày chủ nhật đây cả nhà ơi. Khách vừa bắn le te. Khu vực dừng không quá 2 phút. 2 phút mà nó cho được 2 phút. Bây giờ mà chủ yếu là để ý chứ ai biết chỗ nào nó nói dừng 2 phút khi nào. Đoạn này là không cho vô. Rồi giờ mình đi ra cũng đi ra luôn cả nhà ơi. Bến xe vắng người đi tới đi lui luôn à. À, bên kia một căn nữa kìa, bự trà bá nữa kìa. Đó, không? Giải luôn á. Xéo xéo bánh xe miền Tây luôn đó cả nhà. Đó là có thể là 3 căn liền, 4 căn liền luôn á. 3-4 căn liền luôn á.
rồi đây chợ An Lạc bên tay phải nè. Tế Sài Gòn ngay thì hôm nay cả nhà thấy đó, gây gòn mà ảnh hưởng ghê gớm luôn. Rồi bên kia mặt bằng cho thuê nữa, rồi lúc trước là làm phụ tùng xe hơi xe tải mà giờ bán buôn bán không được luôn, phải dẹp luôn là cả nhà biết rồi đó, thì không ai mua hết trơn mà. Thôi rồi luôn ơi luôn. À, gần Tết rồi, đây là tháng 12 luôn cả nhà ơi. Đây là cho thuê đây. Cho thuê kho, cho thuê nhà gì đây mà không biết cho thuê cái kho quá. Hay là cò nó dán ra ngoài cái đó để cái cửa cũng lâu lắc luôn phải không? Xét luôn à. Sài Gòn buổi chủ nhật đây rồi cả nhà ơi. Dáng leo teo đứng khoe. Đây là dòng xe đây bên phải là An Dương Vương. Đi thẳng là đường Hậu Giang cả nhà. Này chắc hồi nay một Bình Phú Lâm mà. Phải một Bình Phú Lâm rồi, chắc có một Bình Phú Lâm quá, không có để có thấy được. Rồi An Dương Dương bên kia cũng An Dương Dương luôn, này là kinh trò. Đây là thế giới di động mà. Thế giới di động trả rồi cái nè ơi. Đó, đây lúc trước là thế giới rộng. Đây là bị khai trương ghẹ. Thế giới di động bỏ chạy rồi chuẩn bị ghẹ. Nhưng mà nó có thi hết hay không á. Thế giới di động được rồi, ở đây nhà bán luôn. Đợt vừa rồi là đợt này là thế giới rộng nó dẹp gần 200 hơn 200 cái cửa hàng mà nhà bán hoặc cho thuê ghẹ rồi nó mở lên không biết là trụ nổi hay không đây, chứ không gài thấy mấy cửa hàng ghẹ rồi chứ, giống như ghẹ sắp gần nhà giờ nó cũng dẹp luôn rồi đó, không biết trụ nổi hay không đó, là mặt bằng nó rộng quá mà. Thấy cái động mà nó chỉ còn chịu không nổi, không thấu đó, phải dẹp hết mà ông kẹ ông nhảy vô thôi đó. Chịu nổi hay không, chịu nổi cái nhiệt hay không nữa. Đường cơ động giao thông vận tải Trung ương 3 Trung ương 4 đó. Kinh Dương Vương nghe cả nhà, rồi cho thuê mặt bằng cho phải, cho thuê mặt bằng. Xe ôm Bình Dân ông Tư kính bài rồi, ghê luôn hả? Bên kia hai, bên kia hai, ủa, bên kia hai căn cho thuê luôn, trời ơi, từ, hai căn bên đó cho thuê mà hai căn liên tiếp luôn, cái siêu thị gì đó không biết,
ăn mà thì thấy có tên mà gì Galaxy. Rồi. Ở đây nữa là nhà đi nhà tao thơ luôn. Nguyên căn nhà đó hơi luôn chứ. Mấy căn nãy giờ quá tới quá trời luôn. Bên kia nữa rồi đối diện, đối diện bên kia đường nữa, thấy à. Đối diện bên kia đường nữa là Hưng Phát, lúc trước Hưng Phát kế bên là cho thuê tiền, cho vay tiền xanh ha. Đó mấy ông đó cho vay tiền ra mà. Bây giờ nhu cầu tiền của người dân còn nhiều quá, mấy ông đó vẫn còn sống được á. Sống sốt xanh gì cho vay tiền á. Đây là điện gia dụng, điện máy ở đây là cũng cho thuê được, kêu ta đóng cửa luôn rồi. Chắc bị xé hết rồi. Không biết là cho thuê được chưa, không xé. Siêu thị điện máy á. Bên tay phải là cư xá Phú Lâm nha cả nhà, cư xá Phú Lâm An. Ồ, cho thuê nhà nguyên căn nữa, kế cái tiệm gỗ luôn. Cho ở đây mới giữ nữa không à, cho thuê nhà luôn đó. Nhà bụi trà bá luôn à. Hả? Rồi chung như là nhà đó, bên kia anh Giang nó còn thuê lại được, có bên này một nửa còn lại là cho thuê luôn đó. Ghê hồn quá. Ảnh hưởng ghê gớm luôn cả nhà. Nói ra thì không ai tin. Giờ nó vậy. Đây nữa là ngay ngã ba luôn này, một căn cho thuê nữa là. Đây trước mặt rồi, còn xây này còn bị xây gì nữa đây không biết. Kinh Dương Vương, tự nhiên lâu lâu đi vào đây cái quên bà mấy cái dòng xây này luôn. À, Kinh Dương Vương, Nguyễn Văn Luôn, Kinh Dương Vương, Nguyễn Văn Luôn, kia là bà Hôm. Dòng xe này tự nhiên dòng xe gì quên bà nữa. Lâu lâu đi ra đây cái quên hoài. Hồng Bàng, trước mặt là Hồng Bàng đó cả nhà ơi. Mình vô hết Kinh Dương Vương rồi, mình vô đây là cầu đường Hồng Bàng cả nhà. Đây là cầu ông Buôn, cầu Buôn 2. Trời ơi, nắng to rồi, ngồi giữa cầu nó xinh luôn. Hồng Bàng. Ờ, hôm trước là một cái ấy ở đây. Bên tay phải là đường về đường Hoàng Lê Nghĩa, ở Hoàng Lê Kha.
Rồi đi thẳng về cũng được, hay là giờ đi về. Tới đây là sắp mẹ qua rồi đó. Đoạn này cầu vượt qua tháng 2 nè. Bán nhà chính chủ về, bán nhà luôn. Lúc này là đa số là người Hoa đầu nhiều, phải thấy bảng nào cũng phải cũng dán chữ chữ Hoa trước cửa nhà. Ở đây cho thuê nhà đó, đây cho thuê mặt bằng tại đây. Trước nay là buôn bán cũng ngon lành luôn á, mà giờ ở đây cũng chịu luôn cả nhà ơi. Nhà cho thuê có thể phải đây nữa là một căn nữa. Rồi tính ra trong khu này đó, tự nhiên tới đây cái cầu này cầu gì quên bà nó luôn. Tự nhiên nó nghe cái giờ quên luôn. Cầu vượt nút giao Hồng Bàng 3 tháng 2 nó kêu vậy đi, không biết. Nhà sách Nguyễn Văn Cừ rồi, bên tay phải nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Cầu vượt nút giao Hồng Bàng 3 tháng 2 hai bên là kiểu đồ vậy luôn. Rồi mình quẹo qua bên 3 tháng 2 đi. Cầu vượt nút giao Hồng Bàng 3 tháng 2 đây cả nhà. Đây đầu đường 3 tháng 2 đây cầu ha. Mới đầu đường 3 tháng 2 mà vậy nè. Đầu đường 3 tháng 2 đó cả nhà ơi. Thôi video của mình xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye, see you again.